lại, cái chạy xe theo em, rồi theo em nó phóng xe đến hỏi đụng má sao mà mày khi giải ta gì mà mày cho tao hát nó. Nhà xuống nó giặt xuống quýnh em cái giọng quýnh mặt mày tay chân gì máu chân. Thôi búp bê nhớ đầm á hả? Dạ. nó là cái ước mơ của anh là gì? Ước mơ của anh á. Ước mơ của em là mơ là cây nên vàng, là cây nến xanh, còn là cây nến hồng, mà nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Xin mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quay lại với kênh Cao Trung Vlog. Trường đang đứng ngay tại nhà chủ chị bé ba, cái người mà bị bệnh xương thủy tinh cùng một đứa con gái 7 tuổi thôi, bé Ngọc Kha cũng bị xương thủy tinh. Bên cạnh đó là chị có một người chồng, tuy nhiên người chồng lại có đôi mắt bị mờ. Gia đình chị kiếm sống hàng ngày bằng việc bán giấy số, hát rong và bán giấy số. Hôm nay Trưng đã có mặt tại thành phố Phú Quốc, đây là gia phòng trọ của chị bé ba. Và hôm trước Trưng làm video thì có một số mạnh quân đã trao tặng số tiền cùng với quà tặng dành cho gia đình chị, nên hôm nay Trưng sẽ ghé vào nhà chị để trao tặng phần quà cùng một số tiền. Bây giờ Trưng mời quý cô chú anh chị nha, cùng đi theo với chân với Trưng vào bên trong phòng trọ của chị bé ba. Đây với chị. Đây. Chào con. Chào anh chị nha. Đây chị anh ơi. Đây bà con. Đây chắc quý vị cô chú mà chị mà từng xem những video trước á thì có thể là biết được đây là bé Ngọc Kha. Bé Ngọc Kha là chị bé ba, và kia là anh Chiết. Chiết đúng không? Dạ. Chiết là đơn Chiết đúng không? Dạ. Cái tên đó. Dạ. Dạ. Ơi. Hôm nay á, hôm nay chú ghé, không biết là chú ghé để làm gì không? Hả? Không. Không biết hả? Dạ, không. Thì hôm nay ghé thăm con thôi. Dạ. Nè nói nè. Dạ. Con nói lại con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 7 tuổi. Con 7 tuổi hả? Tuổi con gì? Dạ tuổi con ngựa. Con ngựa hả? Cô chú hỏi lại con ngựa ăn gì nè? Ăn cỏ. Dạ. Con ăn gì? Con ăn gì? Ăn cháo. Con ngựa này không ăn sao con cỏ bằng cháo đúng không? Dạ. Ôi xíu dễ thương quá rồi. Ôi. Nó này hôm nay chú tặng cho con một món quà. Dạ. Món quà. Mà để được tặng món quà thì con có thể là hát tặng cho các cô chú ở đây được một bài hát được không? Dạ được. Con thể hát được gì nè? Dạ, chiếc tò sen vàng. Chiếc tò sen vàng. Hôm trước các cô chú nghe bài đó rồi, hôm nay con có biết bài nào nữa không? Hát gì mẹ đi. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tụi con thơ con phải xa gia đình, cây cúc thăng một mình nơi xứ lạ người xa. Hay quá, ok, được rồi, hay quá. Thưa quý vị, bé Ngọc Kha là một trong những gọi là thành viên cũng đi ca chung, bé 7 tuổi thôi, đi chung với hát, đi chung chị bé ba. Còn anh Chiết thì là đẩy cái lo kẹo kéo để đi ca riêng ở một cái chỗ khác. Thông thường là chỗ quán nhậu đúng không anh Chiết hả? Đúng rồi. Thường là chỗ quán nhậu là chính. Con ca hay quá, bây giờ chú tặng quà cho con nè. Đây là món quà của con. Ở đây con có hai món quà. Dạ. Bây giờ con đón đi. Dạ đây là bàn trang điểm, đây là bút bê. Ôi trời ơi trời, chưa thấy luôn chứ thấy hình này. Sao mà đón là được rồi. Phải đúng không? Phan để coi đúng không nha. Dạ. Đây là cái gì? Dạ bàn trang điểm. Bàn trang điểm ở dưới là gì? Dạ bút bê. Bút bê đúng không? Bây giờ chú sẽ khui cái dưới trước nha. Dạ. Coi thấy đúng không nha. Dạ. Không có thấy mà là đón hả? Để coi đúng không đây. Đây. Ủa, con thấy hình biết sao hả? Dạ không, con chữ thấy con bút bê này. Ủa thấy chà đi ló. Bị ló nè.
đây là phía trước à, quý vị chắc là biết rồi đúng không? Nhưng mà không phải bậc B, không phải bậc B. Phải không? Còn giống chắc không? Chắc đúng không? À, Hồ biết. À, búp bê cô dâu luôn hả? À, con thích không? Dạ, khui luôn không? Dạ, khui. À, khui luôn nha. Để coi bên trong búp bê cô dâu này đây. Ha ha ha. À. Đây, khui ra. À, phần quà búp bê cô dâu. Hồi giờ con có khi nào con chơi búp bê cô dâu không? Dạ không. Ồ, đây là lần đầu tiên luôn á hả? Dạ. Hồi trước thì con có chơi búp bê nào không? Lâu lâu, hồi trước mẹ cứ cho mua cho con búp bê nhỏ nhỏ. À, vậy hả? Đây, búp bê cô dâu nha, xinh không? À, con có thể... Búp bê quá. Ờ. Có. Ừ. Đã không? Ô con lấy được không ta? Lấy được không? Biết hả? Ngon, con cảm ơn chú rồi, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Ờ, cái này là phần quà của một chị ở Canada. Chị đó không tiện nói tên. À, chị nói chị là ở Canada được rồi. Gửi cho con. Dạ. À, rồi đây còn tiếp tục. Cảm ơn cô. Ờ, à, cảm ơn cô rồi, cô ghi nhận đấy. Cô gì ở Canada ơi. Đó, bé là cảm ơn cô nha. À, đây một phần quà lúc nãy con nói gì? Dạ, bàn trang điểm. Bàn trang điểm hả? Chú coi đúng không nha? Dạ. Biết khỏe bàn điểm không? Chắc không? Bàn trang điểm Bonnie. Ôi, biết Bonnie luôn hả? Cái này chú không biết đó nha. Con có coi phim hoạt hình đó. Ồ. Ôi trời, nó lành hơn mình đó. Biết bàn trang điểm Bonnie là phim hoạt hình đó là có cái này hả? Dạ. À. Da 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 da. Để khui ở đây nè. Đó. Đúng không? Dạ đúng. Ôi ôi, bé giỏi quá, bé đoán đúng luôn rồi. Thích không? Dạ thích. Ôi trời ơi. À. Ai, anh à. À, búp bê. Có búp bê có đồ trang điểm đúng không? Chú là Bonnie nè. À, đây là chú Bonnie hả? Dạ. Úi cha, cái nhân vật học hình này là chú không biết luôn á. Con hay vậy. Nè. Đây. Đó. Để con có thể con trang điểm cho búp bê chơi nha. Đó. Thích chưa? Rồi con được hai món quà nha. Cái món quà này cũng là của chị bên Canada, cũng cùng một chị luôn. À, mua cho con. Nha. À, ngoài ra đồ chơi ra thì con được tặng được cái một cái đây. Đây là cái thùng sữa. Thùng sữa tổ yến rau plus. Thì cái thùng sữa này sẽ giúp cho con có sức khỏe. Vậy rồi con mới bệnh đúng không? Con mới bệnh hả? Dạ. Ồ. Thì cái này uống cho bổ ngon nha. Dạ. Để giữ sức khỏe tiếp tục đi hát. Dạ. Nghe không? Dạ. Ừ, hai mẹ con đi hát. À, hôm nay mình có đi bán thường xuyên không chị? Dạ đi mà lúc này cũng nghỉ không có được thường xuyên. Đến khi mưa á anh. Ừ. Mưa như từng gọi này là nắng quá là mưa. À. Em mới bán lại hôm qua bị mất mưa. Ừ. Hơi vắng quá hả? Dạ vắng quá à. Qua lễ xong là vắng. Ồ. À. Em cũng đâu đi bán được đâu. Mưa lễ ra. Đẩy sức mồ hôi như giờ bán được cái bánh cho nó giờ giặt đồ đi vợ luôn. Dạ. Bán không được. Cứ chiều xuống, trời sập tối, anh Chiết lại đẩy thùng loa kẹo kéo ra các quán nhậu gần chỗ trọ mình để bán. Cái khó của anh Chiết lúc này là đôi mắt của anh bị mờ nên không thể chạy xe được và cũng chỉ hát được ở những điểm gần nhà anh thôi. Vì để bộ nên phải chậm hơn những người khác là chắc rồi. Đôi lúc mà ra đến nơi là có người khác chạy xe đến hát trước. Biết làm gì nữa đây, anh đành phải đợi cho đến khi người ta hát xong một lúc rồi mới vô bán bánh kẹo và hát. Vậy vô chơi thôi. Dạ. Yeah.
trọng đó, anh thấy không, có người đợi cho nó đó, bây giờ mình đâu vô à, phải là ngồi đợi tiếp nữa. Đi trước đây. À, rồi. Như có bé thì giờ bán hơn anh. Ẩm bé lên cái nó mời. Nó mời nó ta nó mua. Mời ta mua. Ờ. Bán không được. Ẩm vô chịu không nổi đâu, nó nặng quá. Đúng rồi, bé nặng chứ mệt. Bé nặng. Đủ sức. Đi đường đi đi khó nữa rồi mời. Cái ẩm vô bán thân hôm thấy mua chị mua rồi bán được cái gì rồi bán tiếp ẩm đi bán tiếp vợ con. Ừ. Kiếm tiền sáng mua ăn kia mình ăn rồi chứ bây giờ mình mặn không được nó rồi không làm tiếp thì sao rồi. Dạ vâng, lời đầu tiên xin trân trọng kính chào chúng quán và các anh chị gần xa thân mến. Xin kính chúc cho chúng quán và anh chị đây được gặp nhiều may mắn ạ. Đem lời ca tiếng hát để bước bánh quà bánh kẹo của quốc chị ngồi chờ đợi cho Minh Di qua những bánh cây kẹo của em xin chân thành cảm ơn và của anh chị. Bà tận ơi, dòng khi cũng xa nhau anh quay cũng khoảng chừng 2-3 bữa gì đó à. Mà cái bữa đó là em đẩy cái thùng em đi bán rồi xong em lại cái quán lề đường đó cái em đang bán mà em vô em mời giáp dòng bạn hết trơn á cái nhà em mời các bạn đó nữa nó không mua mà em mời nó hai quận nó mua cái em thấy gì em mới nó đòi hát gì đó mà em mời nó mua em mới đẩy cái thùng em đi thì nó mất gì đó em không thấy đường mà em đẩy thùng em đi em đẩy đâu hút cái quán cơm gà chỗ cái hẻm nhà nè mới chút nè cái nó cặp xe lại cái chạy xe theo em ruột theo em nó phóng xe đến hỏi đụng má hay sao mà mày khi dễ tao gì mà mày cho tao hát nói trời anh ơi em phải dễ anh đâu em vô em mời bạn anh hai lần rồi mà tụi anh kia mua anh nhào vô quýnh em liền nhà xuống nó giặt xuống quýnh em nó giọng mặt mày bên mẩy đầu tay chạy lắm chứ còn cái người ta hai bên đó người ta thấy gì người ta can anh nhà vô ta dậy vô ta can rồi mấy anh kia trong quán người ta chạy ra ta thấy nó nói còn ai quýnh quay ai quýnh này quýnh này cái nó chạy ra đẳng nó kêu thêm thằng lại nữa thì trở lại cái thằng kia nó mới nói kìa thằng đó nó quýnh cái thằng mà mù bắn cho kéo đó nhào vô đập lấy nó bảo hiểm đập đó hết chặn nữa tăng nữa thì bữa đó mấy anh kia quýnh lại đó dạ quýnh lại đó bình em đó thì bữa đó nó ngay có công an lại tới thì mày không có công an thì mấy nó quýnh nó dình xình này nhưng mà con cái là bữa đó xui đó đi bán đi đâu bị tao quýnh mặt mày tay chân gì dạ máu chân dạ xui đó một tay có thể đẩy một tay mình chưa có vợ lên chung là em cũng đi hấp đúng cho đây ở đây nào em đi bán cái số anh cũng đi bình thường ở đây là nào giờ người ta cũng biết hết trơn là bây giờ mà mình tự nhiên mình cầm cái gậy vô thêm á thì ta nói mình giả bộ mình còn khổ nữa thứ nhất mình đeo cái ký vô nữa thì người ta cũng cần nói mình giả bộ cầm để sống hiện thực đi mà người ta biết chỉ cần cái cách em nhìn tiền thôi là người ta biết em bị bệnh rồi phải nhìn tiền á là em nhìn bởi sát mắt em mới nhìn thấy quýnh là đó là em đi bán bánh thần tôm em xếp dạo rồi lúc đó bên đây người ta cấm là không cho hát kéo kéo nữa em cũng bắt hết mới làm rồi tháng chị vợ đi chia bánh hồng cho sách đi bán dạo bán bình 10.000 vô trong mấy cái quán đó là mời người ta vô trong mời rồi cái ba quán đó mời quán này mời quán kia mời quán nọ gọi cho mà cái tấm tiền ta đưa về bỏ túi rồi mà xin nghe tôi nhớ 10.000 anh cho chừng vừa đi ra khỏi qua quán thì hai ông đó người bắt chạy theo đấy đi mẹ sao mày thoát tiền nhà đưa tán em cái em nói móc ra thì em móc ra với 200.000 em đưa cho ảnh em xin lỗi rồi ảnh mới tán nó chứ móc ra đưa với 200.000 đưa ra nó anh nói chết là xin lỗi anh cái tờ với 200.000 đem thối nó nhà đưa tán em cái nữa mà lúc đó em chừng mua tầm tả luôn á đang cầm cây dù nữa đổi đầu nó mà tầm tả luôn á chừng móc ra với 200.000 cái mình đưa lại cho ảnh nó chết là em xin lỗi anh thối tiền cho anh cái nó chửi xong vậy rồi nó bỏ đi rồi và cũng cãi đi để mình suy nghĩ chắc mình bậy trước thứ nhất là mình không thấy rõ mình xách tiền đi mà theo như mình suy nghĩ cũng đúng phải mình lấy luôn em nói nữa lần này mình hoặc mình cãi nó anh đưa tôi nào á thì cái đó mình cũng bậy nữa lần này mình móc ra mình xin lỗi người ta cũng nhào với quýnh
móc cái đưa xin lỗi rồi đó, đưa mới xin lỗi rồi đó, cũng nhờ nó quýnh mình rồi đó. Suy nghĩ vậy đó, mình cũng không hiểu luôn. Thật búp bê nhá đầm á hả? Dạ. Mà ẩm bé lên, đúng rồi, nó có bé là lên sẽ dễ bán hơn nè. Ừ, ẩm thật khó gì hả? Tại vì biết cách ẩm mới được. Bỏ tay, bỏ đít gì nè. Ẩm như bé vậy nè. Có khi nào chỉ không? Chỉ người khác ẩm không? Có chứ, nhưng mình cái ý mình ẩm. Nghe như là đó. Ý gì đây? Chứ ẩm như mà ẩm nách như kiểu bé bình thường là không được. Nó khó. Em biết ý ẩm mới được ha. Như em ẩm em cũng rất là ngại được. Không, dây quay cho chú ẩm thử rồi. Chung ẩm như em đó. Ôi chứ hả? Ôi, đi cho coi coi. Ôi. Đúng rồi. Có bao nhiêu ký rồi? Cả hàng mấy không biết. Biết hả? 1-2 ký. 1-2 ký chắc cỡ đó. Tại mà anh đúng là nắm đi hơi khó ha. Tại nó hơi bé hơn nặng. Nặng. Con ăn nó gì mình nặng quá vậy? Dạ con ăn cốn sữa lâu lâu con chứ ăn mấy cơm. Dạ. Ăn nhiều cơm. Ô rồi rồi. Con nặng đó nha, con nặng quá mà. Dạ, nó một năm nay là nó phát triển. Nó mới lớn năm nay á. Đó là tới giờ đó. Cái đầu nó chạy giờ rồi cái bệnh chút nặng nặng. Nó có đầu lúc 3-4 tuổi mà nó có đầu 4-5 ký rồi. Dạ. Để xuống đi chú. Mới phát triển năm nay nó được chi đó. Anh chị đi bán như vậy là tách riêng ra bán hả? Dạ. Có khi nào anh chị mà ngồi ca chung một bài hát rồi đó không? Ít lắm hả? Dạ. Thì vậy là em có một bài nào đó mà có thể là gia đình mình ca chung cái bài gì, ba là cây nắng vàng, mẹ là cây nắng xanh á. Dạ. Được không? Dạ. Thứ ba một đoạn thôi nha, đó hát dạ, một đoạn đầu thôi. Bài đó là gia đình em cũng không có tập chưa, mà chưa. Gia đình cũng hát chung bài để tặng cho Mạnh Thường Quân với bà con cô bác đằng xa. Một bài. Rồi, cho bài 2, 3 nha. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba là nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Hay quá, hay quá. Thì chị bé ba với lại em là em Kha là đi hát riêng đúng không? Hát dạ. Riêng có khi nào mà chị với bé ba kết hợp và chị bé ba với lại bé Ngọc Kha là kết hợp hát chung một bài nữa không? Có. Có hả? Bây giờ là hát chung cho bà con cô chú nghe đi ha. Anh buồn mẹ tôi phải không? Đó vậy. Mẹ hát trước đi. Đêm thức thâu đêm mẹ mai chi cáo cho con. Áo nào sợn dây, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, á ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chung chim môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh chim gao dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi. Bé đội mộng tơ lục sao mâm mươi dương cà. Chiều chiều trên đồng. À ơi, bên mãi chân đầy yêu thương chung âu đó. Bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban xưa, mãi nói về áo còn sờn dây. Con hát nữa có không? Có ai quay về, mẹ khâu chi cáo năm xưa. Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt người con. Ok, có nhạc cho hát không đúng không con ha? Dạ. Hay quá rồi, hay quá rồi.
nhớ. Anh chiến năng là anh sao anh lặn xương như vậy không? Nhưng mà em mỏ cá em ăn không gì đâu. Đâu có được. Thôi lặn ra hoặc là chị bé ba dẻ ra không? Dẻ ra vậy để biết chứ anh đâu có thấy đường đâu anh lặn xương. Dẻ là nhiều. Ờ. Bình thường nha, bình thường là không ai biết luôn á. À. Bình thường là không biết. Không thấy mà đi nhanh lắm. Cái anh là nó là cái ước mơ của anh là gì? Ước mơ của anh á. Đúng mày á. Ước mơ của em là ở nhà cho tới sau này á là em có chút tiền về nhà mở tiệm quá cho vợ bán ở nhà. Rồi em thì ở nhà chăn nuôi. Như là nuôi này nuôi kia rồi rớt nào rồi đi ở nhà với vợ với con không có đi cực khổ gì. Ừ. Là ở nhà tại nhà với vợ hoặc là kiếm gì bán tại nhà chứ. Không có đi kiểu cực khổ không biết giờ biết sao. Kiếm nhà tập hóa là nọ hả? Dạ. Thật là nếu có được mình chăn nuôi đúng không? Dạ. À, kính thưa quý vị các bạn, hôm nay Trưng ghé nhà chỗ gia đình của chị bé ba thì có ngoài việc mà tặng quà cho bé, sữa cho bé ra thì hôm nay Trưng cũng ghé qua gửi thêm một số tiền của các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gửi tặng cho gia đình của chị bé ba và anh Chiết cùng với bé Ngọc Kha. Thì Trưng cũng xin phép đọc cái số tiền mà các cô chú anh chị đã ủng hộ như sau ạ. À, chị Bùi Thị Mỹ Vân số tiền là 2 triệu. Chị Khe Đăng Trương bên Việt Kiều Mỹ số tiền là 200 đô, đổi ra là 4.614.000. Anh Phúc Hữu Hình Việt Kiều Mỹ số tiền là 50 đô, đổi ra là 1.153.500 đồng. Anh Điền Việt Kiều Pháp, anh Điền hay anh Điệp đó có thể là cái tên có thể mình nhầm một tí. Anh Điền Việt Kiều Pháp số tiền là 5.300.000. Ngoài ra thì có chị mà ở Canada có xin phép là giấu tên đó, thì chị có mua đồ chơi nè, mua đồ chơi cái chỗ mà đồ chơi hai cô bé hai phần quà đồ chơi này là số tiền là 550.000 và cái thùng sữa lúc nãy là 400.000. Cái số tiền mà tổng số tiền mua đồ chơi với sữa là 5.950.000 và cái số tiền mà còn lại của chị 100 đô ca đá Trưng đổi ra thì số tiền sau khi mua đồ chơi với sữa ra còn lại là 857.000. Và tổng số tiền mà của các mạnh thường quân gửi luôn cho Trưng tính tổng hết sau khi mua đồ chơi với lại sữa ra là 13.924.500 đồng. Đã Trưng xin phép gửi tặng cho gia đình anh chị nha. Trưng gửi là 13.924.000, Trưng để là 13.925.000 luôn nha. Chị đếm dùng cả nhà, đây là số tiền của các cô chú anh chị đếm lại dùm em gái để cho có thể đủ không? 13.925.000. Dạ, 13.925.000. Ừ, đúng rồi. Dạ, đủ gì ha? Dạ, đủ rồi. Em cảm ơn anh Trưng. Dạ, em cảm ơn các mạnh thường quân, các cô chú, anh chị em giúp đỡ, gửi giúp đỡ gia đình em. Em cảm ơn nhiều. Chúc mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Anh Chí có lời nào nhắn gửi cho tới bà con không? Dạ em cũng gia đình em cũng xin cảm ơn toàn thể quý bà con cô bác trong lòng ngoài nước, bà con cô bác các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của chúng em đã được có số ít tiền để lo trang trải trong gia đình. Dạ, em xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ là bé nè, bé Ngọc Kha nè, con có lời nào gửi cho các cô chú không? Dạ, có, con cảm ơn cô chú, mong chúc cô chú nghèo nha bẻ tiền vô như nước làm ăn phát tài. Trời ơi, chúc tặng chúng tốt tết quá dạ. Phải tết lì xì được thì con chúc vậy không? Dạ có. Cái câu này chú nghe quen lắm. Dạ chồng em cũng cảm ơn anh Trưng nhiều. Rồi không có gì. Dạ, chung là Trưng cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem những video của Trưng và có những ủng hộ tới gia đình của anh chị. Trưng quên một cái nữa là vừa rồi là chiếc xe lăn á, chiếc xe lăn á, yeah. Thì vừa rồi là
bên Mạnh Thường Quân ở Canada tặng anh chiếc xe lăn để mà anh để cái loa kéo lên á. Tuy nhiên là lúc nãy cơ có chuyện với anh là trao đổi là con cái bánh xe dưới trường hợp mà bánh xe mình sửa được, mình thay được, tại lúc nãy em đi hỏi vòng rồi, có thể phải hàng mua cái bánh xe mà hàng đó, thì số tiền mình dư đó thì em sẽ gửi lại bên anh chị, thấy không? Nếu mình tiết kiệm cái khoản đó thì mình số tiền dư mình để lại cho anh chị mình có sử dụng thêm. Chứ em cũng ơn anh, tại vì em thấy chiếc xe đó làm như là em thấy nó cái bánh cũng còn đẩy được, mà có cái là cái bánh ấy thôi, miễn mình mua xe mới mà mình gắn cho nữa thì bỏ đi chiếc xe đó mình thấy nó phí. Ổn chứ, thấy ổn lắm, chứ thấy chiếc xe cũng còn sử dụng hơi được rồi. tạm được. Thông báo anh chị là cái số tiền mà còn lại em còn đang giữ là 200 đô Canada. 200 đô Canada tương ứng với lại 3.614.000. Thì để em còn nghiên cứu cái bánh xe, nếu sửa được thì còn dư lại á, em sẽ gửi lại cho anh chị, thấy không? Em coi mình thay được bao nhiêu tiền á, rồi mình đưa cho anh chị, có anh chị sử dụng để tiết kiệm được phần nào hay không đó. Nhưng mà làm sao đảm bảo mình có xe nó đi an toàn, đi nó ok được. Trong thời gian qua Trân cũng rất cảm ơn các cô chú anh chị đã quan tâm ủng hộ kênh Cao Trung Vlog nha, cũng rất là cảm ơn. Thì có những vấn đề nào mà gọi là có những sơ soát nào á, mà khi mà làm chương trình như vậy á, thì các anh chị có thể góp ý để cho Trân làm hoàn thiện hơn nữa. Và bây giờ Trân cũng xin kết thúc video đây luôn. Chỉ có làm đồ ăn chưa, kêu mời ở lại ăn đi anh tí nữa, mời dùng cơm với anh chị đây. Hai em cũng mời hai anh ở lại ăn cơm với em buổi trưa. Hôm nay có anh cameraman mới hôm nay quay cái clip này giùm Trân. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều ạ. Chào. Cảm ơn.